Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đã trở lại với một cái video ôn tập từ vựng siêu dài. Và trong cái video này, tôi cũng sẽ có một lời khuyên tiếp theo dành cho những bạn teachers to be, tức nghĩa là những bạn đang học và sẽ trở thành giáo viên trong tương lai. Chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là places in town, what you do there, and asking and giving directions. Từ đầu tiên thì chúng ta có the bank. Các bạn nhớ là chúng ta có chữ bank và chúng ta cũng có luôn chữ river bank. The river bank có nghĩa là cái bờ sông nha các bạn. Còn bank là cái nơi mà chúng ta đi vào để chúng ta làm cái gì ta? Chúng ta sẽ make commercial transactions, or we can open a savings account, or we can deposit money, hoặc là withdraw money. Những cái mà tôi mới vừa nói là gì? Chúng ta sẽ thực hiện những giao dịch về tài chính, make commercial transactions. Rồi chúng ta open a savings account, là mở một tài khoản tiết kiệm. Deposit money, có nghĩa là gửi tiền vào, và withdraw money, có nghĩa là rút tiền ra. Cái từ thứ ba là traditional market. Traditional market có nghĩa là chợ truyền thống. Supermarket, nhớ nha các bạn, supermarket, chúng ta đi xuống luôn chứ chúng ta đừng có supermarket, nó sẽ không đúng nữa đâu ha. Supermarket, right, convenience stores hay là grocery. Grocery là ở bên Anh nói thôi, còn ở bên Mỹ người ta sẽ nói là grocery store. Ok, tùy thôi. Ok, so what do you do at a traditional market or at a supermarket or convenience store or grocery? Yeah, we do the shopping. Do the shopping có nghĩa là đi mua sắm những cái nhu yếu phẩm, chẳng hạn như là thức ăn, chẳng hạn như là đường, đậu, bột ngọt, các thứ các bạn. Do the shopping, like buying produce. Produce là trái cây hoặc là rau củ đó các bạn. Or homemade foods or fresh food. Ví dụ như là mình hay thường, bây giờ mình hay thường đi siêu thị ha. Còn ông bà cha mẹ của mình trước đây thì thường là đi traditional market, được chưa các bạn? Rồi, siêu thị, supermarket. We buy a lot of fresh food in the supermarket. Được chưa? Rồi, từ số 5 thì chúng ta có shopping mall, chúng ta có department store và chúng ta có shopping center. Ba cái này có thể nó sẽ khác nhau một tí xíu, nhưng mà nói tụ lại, nó vẫn là những cái trung tâm mua sắm các bạn. Thường nó sẽ là nó dành cho những cái trung tâm mua sắm hiện đại ha các bạn. Rồi, shopping mall, not mall, okay, shopping mall, department store, a shopping center. Rồi, chúng ta vô đó để làm gì? We go shopping, like buying new clothes and accessories. Nhớ nha các bạn, chúng ta do the shopping và chúng ta go shopping. Do the shopping là chúng ta mua những nhu yếu phẩm, còn go shopping là chúng ta sẽ mua theo cái ý thích của mình ha. Chúng ta muốn mua cái đồ mới. Do the shopping nó mang cái tính regular các bạn, kiểu như là mỗi tuần mình phải đi, hay là cứ mỗi ngày mình phải đi chợ các bạn. Alright. Rồi, tiếp theo chúng ta có hospital. Hospital, chúng ta biết nghĩa rồi, right? Bệnh viện. So we go to the hospital to have a medical checkup. So medical checkup các bạn có nghĩa là chúng ta có một cái buổi khám sức khỏe, hay là chúng ta có khám tổng quát chẳng hạn, medical checkup, hoặc là chúng ta có a dental checkup, tức là chúng ta đi kiểm tra răng miệng của mình ha. Ok, dental checkup. Rồi, số 9 chúng ta sẽ có park. Park thì chúng ta đều biết nó là công viên, right? We usually have picnics at the park, hay là we walk our dogs, hoặc là we attend open air events like concerts. Nè các bạn, we have picnics có nghĩa là chúng ta đi dã ngoại nè. We walk our dogs nghĩa là chúng ta dắt chó đi dạo nè.
nhớ đem theo bịch túi ni lông gì nha, để đựng chất thải của con chó. Rồi, attend open air events, tức nghĩa là chúng ta tham dự những cái hoạt động ngoài trời các bạn. Like live concerts. Live concerts là những cái buổi hòa nhạc mà gọi là nhạc sống đó các bạn. Rồi, số 11 thì chúng ta có post office. Post office, nói như các bạn đừng đọc post office. Post office để làm cái gì? We go there to send letters and parcels. We can also pay bills and we can also purchase motorbike insurance. We send letters and parcels, tức nghĩa là chúng ta gửi những cái kiện hàng của chúng ta đi, hoặc là chúng ta gửi thơ. Dạo này thì người ta ít gửi thơ, right? We send text messages, instant messages, thường là như vậy. We pay bills, tức là chúng ta trả những cái hóa đơn. Chúng ta purchase, purchase là một kiểu khác, cái chữ buy đó các bạn. Purchase motorbike insurance, mua bảo hiểm xe máy. Okay, so ba là police station. We usually go to the police station or we call the police station to ask for help. Police station tức là đồn cảnh sát các bạn. Thường thì yeah, nobody wants to go to the police station. Chẳng có ai muốn đi tới đồn cảnh sát các bạn. But in case of emergency, we need to call the police, right? We need to ask for help. Ask for help tức là nhờ sự giúp đỡ. And in case of emergency có nghĩa là trong trường hợp khẩn cấp ha các bạn. Rồi, ok. Số 15 chúng ta có gas station, là bên Mỹ nói. Còn bên Anh người ta nói là petrol station. Và thậm chí là bên Mỹ mà họ cũng nói là fueling station hoặc là service station, là vậy anh nói. Ok, nó là gas station, petrol station, fueling station và service station. Nó đều có nghĩa là cái trạm xăng đặt ở bên đường đó các bạn. Alright, we usually take our car or our bike to the gas station to refuel our car. To refuel our car, to refuel our motorbike. Được chưa? Rồi, hoặc là chúng ta có thể buy petrol, chúng ta buy gas, hoặc chúng ta buy oil. Oil là dầu, hoặc chúng ta mua dầu nhớt nè, chúng ta mua xăng nè, right? Petrol là xăng ha, bởi vì chúng ta có cái từ mà Petrolimax các bạn. Nhưng mà Petrolimax không phải là xăng nha các bạn. Rồi, số 17 nó sẽ là bus station. Chắc các bạn biết bus station này đúng không? Nó có nghĩa là một cái nó không phải là một cái trạm xe bus đâu các bạn, nó là một cái bến xe bus luôn các bạn. Bus station, còn trạm xe bus nó sẽ là bus stop. Okay. Rồi, we go to the bus station to catch the bus every morning, for example. We can also say we take the bus or we get on the bus, we get off the bus, all right? We go to work by bus. Ví dụ như vậy ha các bạn. Catch the bus, tức là chúng ta đón xe bus. Take the bus, tức là chúng ta sử dụng xe bus để đi đâu đó. Và chúng ta get on the bus, chúng ta bước lên xe bus, chúng ta get off the bus, tức là chúng ta đi xuống xe bus, ha, đơn giản. Right. Tiếp theo nó sẽ là cái train station hoặc là railway station. Train station, railway station nó đều có nghĩa là cái bến xe lửa hoặc là bến tàu hỏa gì đó, right? We catch the early train, tức nghĩa là chúng ta đón cái chuyến xe lửa sớm nhất. We take the express train, tức nghĩa là chúng ta chọn cái phương tiện tàu lửa cao tốc để chúng ta đi. Express train có nghĩa là tàu lửa cao tốc của các bạn. Và chúng ta travel by intercity train. Intercity tức nghĩa là những cái dạng mà xe lửa mà nó nối nhiều thành phố với nhau các bạn. Chúng ta sẽ có intercity train, ok? Rồi, số 21, chúng ta có một cái địa điểm cũng rất là hay trong thành phố, đó là museum. Hình như không có ai trong Việt Nam quan tâm lắm đến cái việc là chúng ta có những cái bảo tàng các bạn. Nhưng mà thôi, ở bên Mỹ hay là bên Anh á, họ có rất là nhiều những cái bảo tàng và trong đó có rất là nhiều thứ thú vị. There are many many interesting things in those museums for us to, you know, explore. But in Ho Chi Minh City, ở trong Ho Chi Minh đó các bạn, thì chúng ta có visit the Museum of Vietnam War Remnants. Vietnam War Remnants. Cái chữ remnants này nó có nghĩa là chứng tích đó các bạn. Những cái gì mà nó còn sót lại sau một cái cuộc chiến tranh ha? Vietnam War Remnants. Rồi, số 23 chúng ta có zoo.
hoặc là một cái từ dài của nó mà nó mang tính trang trọng, đó là Zoological Garden. Zoological Garden. Nhưng mà thôi các bạn cứ nói chữ zoo đi nha. Right. So we go to the zoo. À, zoo là cái gì hả? Zoo là sở thú đúng không? We go to the zoo to watch birds, for example. Chúng ta sẽ coi chim các bạn. Nhiều loại chim khác nhau. We visit aquarium. Chúng ta đi coi thủy cung, right? Aquarium. Và chúng ta learn how wild animals behave. Tức là chúng ta sẽ coi là những cái con động vật mà hoang dã đó nó sẽ behave, tức là nó sẽ ứng xử, nó sẽ, trời, tự nhiên nó động vật mà ứng xử nghe kỳ quá, kiểu như động vật mà nó sẽ sinh hoạt như thế nào đó các bạn. Ok, rồi số 25 chúng ta có chữ airport, hoặc là chúng ta cũng có thể thêm là international airport hoặc là domestic airport. International airport có nghĩa là sân bay quốc tế, và domestic airport có nghĩa là sân bay quốc nội ha các bạn. Right. Thì chúng ta đi đó làm gì? Yeah, very easily. We travel by airplane, hay là we fly to Da Nang, for example. We fly to somewhere means we travel there on an airplane, by airplane, okay? Rồi, số 27 thì chúng ta có library. Yes, of course. Library, nó là cái thư viện đúng không? Chúng ta có thể đọc là library hoặc là library. Yeah, okay. Library là cách người Mỹ người ta đọc cho các bạn. So, we go to the library to read books, of course. Lots of books, lots of different books. Right. Chúng ta có thể borrow library books hoặc là chúng ta có thể return library books. Để chưa, borrow là mượn, return là trả. Rồi, 29 là chúng ta có chữ restaurant. Restaurant. Thật ra các bạn vẫn có thể đọc là restaurant, okay? Nhưng mà đừng đọc restaurant là được rồi, alright? Chúng ta đi đến restaurant để làm gì? Đấy là nấu theo phong cách nào? For example, Italian restaurant, Chinese restaurant, hay là Indian restaurant, à, các bạn. Chưa? Rồi, thì chúng ta cứ việc thêm cái nationality á các bạn, thêm cái tính từ, hoặc là thêm cái tính từ của cái một cái đất nước nào đó trước cái restaurant, tức là cái nhà nó sẽ nấu cái món ăn của cái đất nước đó, ok? Rồi, tiếp theo chúng ta có enjoy different cuisines. Yeah, we go to restaurants, to different restaurants in town just to enjoy different cuisines. Cuisines from other countries, được không? Ok? Cuisine, chứ không phải là cuisine nha các bạn, cuisines, right. Số 31 chúng ta có movie theater, là thường được dùng ở bên Mỹ các bạn. Movie theater, thì chúng ta cũng có thể nói là yeah, this weekend I'm gonna go to the movies with my best friend to watch the newest blockbuster, to watch the latest or the most wanted blockbuster of the year. Đó các bạn, tôi mới vừa nói những cái chữ như là see the latest blockbuster, có nghĩa là xem cái phim bom tấn mới nhất hả? Hoặc là the most wanted blockbuster of the year, tức nghĩa là cái phim mà nó được trông chờ nhất năm các bạn. Right. Yeah, we can hang out with friends at the cinema too, right? Okay, yeah, of course, to watch movies, to see movies. Alright, số 33 thì chúng ta có là appliance store. Có thể các bạn sẽ không quen với cái này, nhưng mà nó giống như là cửa hàng điện máy như các bạn. So, appliance store. À, chúng ta có CE là chúng ta xì một cái, chúng ta có chữ store thì chúng ta xì thêm một cái nữa. Nhưng mà hai cái xì nó đứng kế nhau thì chúng ta chỉ đọc cái xì thứ hai thôi. Appliance store, okay? Right. So, when we go to the appliance store, we want to buy household appliances. Household appliances, like the blender. Blender là cái máy xay sinh tố đó các bạn. Hay là the liquidizer. Người Anh thì người ta thường hay xài chữ liquidizer. Còn người Mỹ người ta xài chữ blender, okay? Right. Chúng ta có microwave, chúng ta có handheld blender, chúng ta có electric whisk. Các bạn, cái whisk nó giống như là cái máy mà máy đánh trứng á các bạn ha. Ok, electric whisk, máy đánh trứng, ok. Rồi, số 35 chúng ta có cafe, hoặc là cafe, hoặc là chúng ta có coffee shop. Cafe hay chúng ta có coffee shop, tức nghĩa là nó là những cái nơi mà chúng ta tới uống cà phê đúng không các bạn. We take a mouthful of hot latte. Tức nghĩa là take a mouthful, tức nghĩa là chúng ta
uống mà đầy một họng đó các bạn. Rồi latte nha các bạn, chứ phải latte, ok. Rồi take a sip of cold cappuccino. Các bạn biết cappuccino không? Yeah. And have an americano. Have an americano. Có một ly cà phê americano. Hoặc là we can drink passion fruit mojito. Số 42 thì chúng ta có florists. Chúng có hai cái S. Nó có nghĩa là cửa hàng bán hoa. Okay. Right. So basically you can order bouquet of flowers for weddings. Ví dụ vậy, just one example, all right? Tức nghĩa là we order bouquet. Bouquet tức nghĩa là những cái bó hoa đó các bạn. Of bouquet of flowers for weddings. Các bạn biết wedding là đám cưới đúng không? All right. So 44 chúng ta có drugstore, chúng ta có pharmacy và chúng ta có chemists. Nó có một cái sự tương đồng ở đây là ba cái chữ mà tôi mới vừa nói cho các bạn á thì nó đều là cái nhà thuốc hết các bạn. But basically they also sell, you know, cosmetics. They also sell, you know, medicines, cosmetics, right? And other how do I say? Chemical based products like grooming things. Giống như là bán mấy cái đồ mà dầu gội đồ luôn các bạn ha. Chưa? Hay là nước súc miệng nè các bạn. Right. Rồi, nói lại nha. Chúng ta có thể là obtain medicines, tức là thuốc chúng ta uống nè. Get cosmetics, tức là chúng ta mua trang điểm nè các bạn. Những cái da mỹ phẩm đó. Và purchase drugs. Drugs này á, thật ra á, người ta xài cái drugs này, cái nghĩa bình thường nhất nó có nghĩa là ma túy các bạn. Chứ còn mà để nói cái thuốc uống là chúng ta có thể nói là take my medication. Take medication. Chứ không có take drug các bạn. Okay, take medication. Hoặc là nói ngắn gọn hơn là take meds. Được chưa? Rồi. Và chúng ta có chữ prescription. Nó có nghĩa là cái đơn của bác sĩ đó các bạn. Rồi. Số 46 thì chúng ta có shoe store. Of course. Yeah. We go to the shoe store. Các bạn cũng biết đúng không? Shoe và store có nghĩa là tiệm bán giày hay là tiệm bán dép gì đó, tiệm bán giày dép ha. Thì we purchase footwear, we make purchase, a purchase of shoes of different types. Đó các bạn, chúng ta mua giày, đại loại là chúng ta mua giày, chúng ta mua những cái gì mà chúng ta mang ở dưới chân, right? Footwear. Rồi, bây giờ chúng ta không nói tới places in town nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chuyển qua cái phần mà asking and giving directions. Ok, làm sao để mình nói là đi vô cái bụng bên thì nó sẽ là enter the roundabout. Và khi chúng ta nói là đi ra khỏi bụng bên thì chúng ta nói là exit the roundabout. Roundabout. Ok, rồi, số 49. Ví dụ như chúng ta đi vô bụng bên, chúng ta có mấy ngõ đó, thì bây giờ tính từ cái ngõ chúng ta đi vô thì ngõ thứ nhất, ngõ thứ hai. Ví dụ chúng ta đi ra ngõ thứ hai, chúng ta sẽ nói là take the second exit to Nguyễn Thị Minh Khai Street, for example. Ok, nha, tôi nói lại. Take the second exit to Nguyễn Thị Minh Khai Street. Tức là chúng ta sẽ đi ra khỏi cái bùng binh bằng cái ngõ thứ hai. Và cái ngõ thứ hai đó chính là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ok, rồi. We can say, bạn nghe kỹ khúc này nha. Turn left at the T junction. T junction là một cái ngã ba các bạn. Okay, so we turn left at the T junction. Chúng ta quẹo trái ở cái ngã ba, right? We take a left at the intersection. Intersection là một cái dạng đường giao nhau các bạn, ba bốn đường hoặc là hai đường á. Nếu như các bạn có đi đường Ngô Gia Tự ở quận 10 thì các bạn sẽ thấy là nó toàn là intersection không các bạn. Ha, nó là đường giao nhau, có đường 4 cũng có mà đường 6 cũng có ha, các bạn. Rồi. So intersection, take a left. Ngoài cái việc là chúng ta nói turn left ra, chúng ta còn có thể nói là take a left nữa. Rồi. Và chúng ta cũng có thể nói là take a left turn. Rất là đơn giản, các bạn cũng dễ hiểu thôi. Take a left turn. Alright. Rồi thì tương tự cho bên tay phải thì chúng ta nói sao? Turn right at the first corner. Turn right at the first corner. Có nghĩa là mày cứ đi, mày đụng cái góc thứ nhất thì làm ơn mày quẹo phải dùm, right? Rồi, take the right at the crossroad. At the crossroad, crossroad, cross nó là cái hình chữ thập các bạn. So, take the right at the crossroad là làm ơn quẹo phải khi đi tới cái ngã tư đó. And take a right turn.
take the right turn to Nguyễn Thị Minh Khai Street. Làm ơn quẹo phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai đi. Take a right turn to Nguyễn Thị Minh Khai Street. Okay. Rồi, tiếp theo, chúng ta có thể nói nếu mình chúng ta gặp cái cầu á, mà kêu người ta băng qua cầu đi thì chúng ta sẽ nói là cross the bridge. Okay. We cross the bridge. Và nếu như chúng ta phải đi dưới cái cầu đó thì chúng ta nói là we go under the bridge. Okay. We go under the bridge and we cross the bridge. Okay, cái chữ bridge nó hơi khó đọc chút xíu. Bridge nha các bạn. Nó là cái âm nghe, được chưa? Rồi, ví dụ như có cái hầm thì chúng ta nói là go through the tunnel. Go through a tunnel. 53 chúng ta có go straight, anh làm ơn đi thẳng giùm tôi đi. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là go down the street. Không phải là đi xuống con đường đâu các bạn, không phải là con đường nó nằm ở dưới đâu. Mà nó nghĩa là go down the street, nghĩa là mày làm ơn mày đi xuống cái mày đi theo hướng này nè, mày đi theo hướng đó đi, đi thẳng đi. Right, go down the street. Right. Số 54 chúng ta có on the corner. On the corner tức nghĩa là nằm ngay góc gì đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là at the corner of Nguyễn Thị Minh Khai and Nguyễn Thiện Thuật Street. At the corner of tên con đường thứ nhất and tên con đường thứ hai rồi tới cái street. Tức nghĩa là cái góc này nó nằm ngay cái đường con đường thứ hai Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thiện Thuật. À, thì nó nằm ở cái góc nhỏ chỗ này, ok. Rồi, số 55 chúng ta có những cái giới từ rất là dễ thương. Nó là between the hospital and the post office. Between A and B, tức nghĩa là nằm giữa A và B, phải. Right behind the train station. Ngay phía sau của cái train station là cái gì? Right behind the train station, được chưa? Tiếp theo chúng ta có outside the university. Outside tức là nó nằm ngay trước cửa luôn các bạn. Just outside the university. The bus stop is just outside the university. Và nó nằm ngay trước cửa của cái university luôn các bạn. Alright. Opposite the bank is an ironmonger's. Nhớ không? Iron chứ phải iron. Right? Opposite the bank nằm đối diện cái ngân hàng là một cái tiệm bán phụ tùng, một cái tiệm bán đồ nghề. Số 59 chúng ta có it's just around 10 minutes walk to the Notre Dame Cathedral. Tôi mới vừa cho các bạn một cái địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là nổi tiếng các bạn, đó là nhà thờ Đức Bà, Notre Dame Cathedral. Alright, it's just around 10 minutes walk to the Notre Dame Cathedral. Yeah. Rồi, nó chỉ khoảng 10 phút. Các bạn nhớ cấu trúc này nha, nó chỉ khoảng 10 phút để đi tới nhà thờ Đức Bà thôi. Tôi có 3 câu hỏi là where can I get the bus to the airport? How do I get to the bus station? Và is there a bank near here? Yeah, 3 câu hỏi này chắc các bạn cũng biết đúng không? Is there a bank near here? Gần đây có một cái ngân hàng nào không? How do I get to the bus station? Làm sao để tôi có thể đi đến được bến xe bus? Và where can I get the bus to the airport? Có nghĩa là tôi bắt cái chuyến xe bus ở đâu để đi tới sân bay. Rồi, vậy nha. Chúc các bạn học tốt. Bye. Tôi lại chào các bạn rồi đây. Và lời khuyên dành cho những bạn đang học và sẽ làm giáo viên trong tương lai ngày hôm nay là các bạn phải giữ cho giọng của các bạn nó rõ ràng, nó thanh tao. Và thậm chí bạn phải tập nói như thế nào để cho nó có nhấn nhá. Để khi mà các bạn truyền đạt một thông điệp gì đó hay là các bạn giảng về một cái vấn đề gì đó, cái bài giảng của bạn nó không có bị chán, nó không có bị một màu, nó không có bị giọng monotone ngang. Và bên cạnh đó, các bạn cũng phải giữ cho cổ họng của mình khỏe bằng cách bớt ăn dầu mỡ, không hút thuốc, ít uống bia lại, uống nước lọc nhiều và uống nước giá các bạn. Mày nghe giọng của mình mà không có vang, người ta không nghe được, người ta sẽ đi ngủ. Giọng của mình mà nó cứ chầm chầm dưới đất, người ta sẽ ngủ luôn. Giọng của mình nhỏ quá không ai nghe, người ta sẽ móc điện thoại ra người ta bấm. Cho nên bài giảng của bạn, lớp học của bạn không còn giá trị, nó không còn sự hiệu quả nữa. Nha. Bye.